tiếp đến tiếng số 2, mình sẽ hướng dẫn các bạn một chút. Ở ba cái thông số này các bạn cùng lưu ý cho mình, cũng giữ nguyên. Ở đây là tiếp đến reverb, các bạn để mức số 9, ba cái nút stand này các bạn bật lên. Rồi upper ở đây là 6, rồi organ 9, lower 6, pedal 10. Ở lower keyboard voice 1 các bạn cũng chọn tab số 2, chọn cho mình thiết chi này là organ 1 các bạn nhé. Rồi volume 11, reverb 16, mức độ sáng tối để 50-50. Rồi lower keyboard voice 2 các bạn chọn PP organ 1, volume 13, reverb 24, upper keyboard voice 1 các bạn chọn tab số 2, chọn cho mình ở thiết chi organ 1 số đầu tiên, volume 19, reverb 20. Đây, mức độ sáng tối để 50-50. Tiếp đến là upper keyboard voice 2, các bạn chọn PP organ số 3. Ở đây volume 10, reverb số 20. Mức độ sáng tối đẩy lên một chút cho mình. Ở đây hai cái lead này mình khóa lại các bạn nhé. Rồi, ở pedal voice 1 các bạn chọn cho mình ở đây nhé. Ở đây chọn vào biểu tượng này, xong bắt đầu chọn cho mình tab số 2, thiết chi organ 4, volume 20, reverb số 8. Đây, mức độ sáng tối như vậy này. Rồi tiếp đến là pedal voice 2, các bạn bấm vào đây, chọn cho mình tang số 5, organ bass 1, để volume số 18, reverb số 8. Rồi hai cái thông số này ở đây này, các bạn là upper organ là các bạn để 22 cho mình, rồi lower là để 33. Rồi, các bạn sẽ được tiếng như vậy nhé. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu cần tư vấn hoặc chọn đàn cho giáo xứ thì các bạn có thể tham khảo tại website nhạc cụ antonmusic.com hoặc là liên hệ trực tiếp với Zalo Lê Anh, đó là 0943633281, hoặc là qua số điện thoại của trung tâm 0963166238. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.